hộ nông dân chuyên trồng hoa hồng tại làng hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt. Trong những ngày gần đây, giá hoa hồng đã tăng đột biến, cao gấp 2 đến 3 lần so với những ngày trước. Nguyên nhân đẩy giá hoa hồng tăng cao là do thời tiết diễn biến thất thường, sản lượng hoa đạt thấp. Đặc biệt hiện nay đang là thời điểm cận kề dịp lễ 20 tháng 11, nên các thương lái thu gom hoa để phục vụ thị trường. Hiện tại giá hoa hồng đỏ tăng cao nhất từ 2.000 đồng một cành tăng lên 5.000 đồng một cành. Hoa hồng các màu trắng, hồng, vàng từ 1.500 đồng một cành tăng lên 3.000 đến 3.500 đồng một cành. Ngoài ra, một số loại hoa khác cũng tăng giá, như hoa đồng tiền từ 1.000 đến 1.200 đồng một cành tăng lên 2.500 đồng một cành. Cẩm tú cầu từ 4.000 đồng một bông tăng lên 7.000 đến 8.000 đồng một bông. Với bông phụ liệu Baby từ 100.000 đồng 1 kg tăng lên 200.000 đồng 1 kg. Sa lem từ 30.000 đồng tăng lên 60.000 đồng 1 kg, vân vân. Không riêng gì ông Lạc, mà những bệnh nhân được đục thủy tinh thể.